Bây giờ em sẽ trả anh bắt em nhá. Không, anh không bắt. Em sẽ trả anh đi đúng là làm sao anh bắt em được. Em sẽ phải nhá. Cái gì em? Em sẽ phải là anh bắt em nhá. Em sẽ phải vào đâu? Rồi, nhưng mà anh bắt em là lỗi gì? Bắt em đi xe trái là đi đúng làn, anh bắt em sao được? Em chạy thẳng anh có bắt em không? Cái gì em? Em chạy thẳng anh có bắt em không? Em cứ chạy bình thường, chạy đi. Đây em lùi lại em bắt em. Em lùi thì anh bắt ngay. Nếu em lùi anh bắt em ngay. Bây giờ em chạy, em chạy lại một vòng. Không em chạy thẳng em xin nhân phải anh bắt em nhá. Em thách đúng anh à? Em thách đấy. Thách anh á? Ừ. Em chạy đi. Đây em chạy lại một vòng nhá. Chạy đi. Đây em quay em lại. Em chạy đi. Rồi em quay lại nhá. Em chạy đi, em nhớ một em khách anh nhá. Ờ. Mày cứ chạy bình thường, tao không bắt mày nhưng lên đi được không? Chiêm chiêm. Có việc gì thế không em? Chào anh. Yêu cầu anh xuống xe xuất trình giấy tờ. Chắc ông em mới về đội, không nhận ra xe của anh à? Yêu cầu anh nghiêm túc, anh đã vi phạm chạy quá tốc độ quy định trên cầu vượt. Rồi, anh hiểu rồi. Thôi, toàn chỗ người nhà cả, linh động xử lý nhá. Yêu cầu anh chấp hành. Cảm ơn đồng chí. Mai Hồng Vũ, yêu cầu anh quay trở về Việt Thanh để nghe lệnh phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở. Này, có nhầm người không? Tôi đang trên đường về Hà Nội để ký hợp đồng liên doanh liên kết với cả đối tác nước ngoài đấy. Đáng tiếc, anh phải hoãn việc đó lại. Họ ủy quyền cho người đại diện công ty thực hiện. Còn anh, theo chúng tôi về trụ sở công an tỉnh làm việc. Này, tôi nói cho anh biết nhé. Anh đang cản trở doanh nghiệp phát triển đấy. Và cũng chính là cản trở Việt Thanh phát triển đấy. Tôi sẽ gọi cho sếp của anh là giám đốc quan tỉnh, xem anh ấy nói thế nào. Mai Hồng Vũ, trò này xưa rồi. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với anh. Quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn. Chúng tôi yêu cầu anh chấp hành.